kinh doanh theo mạng. Tại sao chúng ta làm rung chuyển thế giới? Chúng ta đang thực hiện công việc kinh doanh dựa trên con người. Chúng ta đã giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, cứ mỗi thời điểm một người. Công việc kinh doanh của chúng ta là đúng thời điểm, là đúng vị trí, là đúng ngày bây giờ. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng nói, các bạn đang tăng cường sức mạnh cho đất nước và nền kinh tế, không chỉ bằng cách phấn đấu cho thành công của chính mình, mà còn bằng cách mang đến cơ hội thành công cho nhiều người khác thông qua kinh doanh theo bạn. Trong khi đó, doanh nhân tác giả của bộ sách Cha giàu cha nghèo nổi tiếng thế giới, Robert Kiyosaki cho rằng kinh doanh theo mạng mang đến cho mọi người cơ hội với rủi ro và đầu tư tài chính ở mức rất thấp để xây dựng kinh doanh, tạo ra thu nhập cho bản thân và đạt được sự giàu có to lớn. Giáo sư kinh tế Mỹ Charlotte Thép từng nói, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu công việc kinh doanh cho chính bạn. Nếu bạn làm đúng cách, bạn sẽ trở thành người lãnh đạo của nền kinh tế tương lai. Còn diễn giả nổi tiếng thế giới ông Jim Rohn cho rằng, kinh doanh theo mạng đang thực sự là nguồn lực mạnh mẽ của nền kinh tế, bởi vì nó dạy cho con người cách sử dụng quỹ thời gian của mình, cùng với một ít vốn nhỏ cũng có thể xây dựng giấc mơ trở nên giàu có. Trong khi đó, nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett cho rằng lĩnh vực kinh doanh theo mạng mà ông đã đầu tư là sự đầu tư tuyệt vời nhất của mình từ trước đến nay. Còn tỷ phú David Beck thì nói, khi tôi đọc tạp chí Fortune và thấy rằng Warren Buffett, nhà đầu tư tỷ phú đang đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh theo mạng, tôi chợt biết rằng mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Tổng thống Mỹ tỷ phú Donald Trump từng nhiều lần thể hiện quan điểm ủng hộ kinh doanh theo mạng. Ông từng phát biểu trong một chương trình truyền hình, nếu hôm nay tôi phải bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ chọn kinh doanh theo mạng và sẽ kiếm rất nhiều tiền từ ngành kinh doanh này. Còn cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cho rằng, kinh doanh theo mạng đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng chung của nền kinh tế. Doanh nhân Bill Gates đã từng nói, nếu tôi được trao cho một cơ hội để làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn kinh doanh theo mạng. Tác giả chuyên gia đào tạo và phát triển cá nhân người Mỹ Brian Tracy cho rằng, tương lai của kinh doanh theo mạng là không có giới hạn, không có điểm kết thúc của tầm nhìn. Kinh doanh theo mạng sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi vì ngày càng có nhiều người tốt hơn đang tham gia vào. Kinh doanh theo mạng là một trong những phương pháp kinh doanh được kính trọng nhất trên thế giới. Đây là một sân chơi đẳng cấp. Bất cứ ai đều có thể làm công việc kinh doanh này và trở nên thành công. Bob Proctor, bậc thầy về luật hấp dẫn từng chia sẻ, bạn gieo gì sẽ gặt nấy, đó là quy luật của tự nhiên. Kinh doanh theo mạng tuân theo một cách hoàn hảo với điều đó. Bạn thực sự nhận được chính xác những gì bạn xứng đáng, không cần mối quan hệ đặc biệt, không có sự thiên vị, điều đó thật hiếm thấy ngày nay. Nhà diễn thuyết và tác giả Les Brown nói, kinh doanh theo mạng đã sản sinh ra nhiều triệu phú hơn bất cứ ngành công nghiệp nào khác trong lịch sử của thế giới. Bây giờ là thời điểm cho sự đam mê, là thời điểm cho sự tập trung, là thời điểm để hành động. Bây giờ chính là thời điểm. Tác giả của cuốn sách Đánh thức con người phi thường trong bạn, Anthony Robbins đã từng nói, khoảnh khắc này có thể là thời điểm vĩ đại nhất mà bạn từng sống. Nếu bạn kiểm soát được những gì bạn tập trung vào, tìm ra ý nghĩa mạnh mẽ bên trong và đưa ra những hành động theo cách mà những người thành công trước bạn đã làm. Khi kinh doanh theo mạng bước vào một giai đoạn mới của sự phát triển không thể dừng lại được, bạn được đặt ở một vị trí hoàn hảo để làm rung chuyển thế giới thông qua sức mạnh của cơ hội này. Đó cũng chính là những lời mà tác giả triệu đô Ed Lepruck đã khẳng định. Dù bạn có thích hay không thích, thì kinh doanh theo mạng vẫn tiếp tục phát triển đến mức đáng kinh ngạc. Nếu bạn không tham gia, thì cuộc sống của bạn 5 năm sau cũng sẽ diễn ra theo cách mà nó đã diễn ra trong vòng 5 năm qua. Nhưng nếu bạn tham gia vào ngành kinh doanh này ngay từ bây giờ, thì 5 năm sau chắc chắn ngành kinh doanh này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống tốt hơn. Hãy hành động ngay bây giờ để có cuộc sống tốt hơn.